Thử thách đi net xuyên đêm chỉ với 40k tại Cyber. Đã thế lại còn được tặng một cốc trà đào mát lạnh. Này mọi người đi chơi net xuyên đêm với mình nha. Đã là sinh viên thì phải biết đi net qua đêm. Và nay mình sẽ đi net Cyber. Điều bất ngờ là quá rẻ mọi người ơi. Đã thế quán lại còn siêu mới vì vừa khai trương. Đến đây chúng ta chỉ cần mua combo đêm 40k. Sau khi đăng nhập là hạn sử dụng đến 7 giờ sáng hôm sau. Đã thế lại còn có cả chương trình tặng một trà đào mát lạnh khi mua combo đêm. Chương trình áp dụng từ ngày 14 tháng 7, thời gian là 20 ngày. Và đói quá nên tôi có gọi suất cơm trứng trộn rong biển với một cái cốc gì đó tôi quên mất tên. Nhưng mà vị của nó Việt quất ngon phết. Cơm ở đây thìa bát siêu trứng ốp kiểu lòng đào, ngon đến nỗi tôi ăn đúng 3 phút sau. Và đồ ăn ở đây làm cũng rất nhanh, các bạn chỉ việc order trên máy tính rồi sẽ có bạn nhân viên xinh xắn mang đến tận bàn cho bạn. 10 điểm không có nhiều. Bên cạnh đó giá cả ở đây rất phải chăng. Combo sáng đồng giá chỉ 25k từ 7 giờ đến 12 giờ. Trong khi đó mô hình của quán Cyber này siêu xịn luôn. Cấu hình máy xịn sò, tiếng bàn phím cơ lách ta lách tách. Quả tai nghe đeo vào cứ phải gọi là quên tiếng mẹ gọi luôn. Chỉ nghe được cái tiếng gọi của con tim mà lý trí. Không gian rộng rãi thoáng mát vì trang bị hệ thống máy lạnh xịn sò. Và quán decor rất xinh nhá. Xinh đến nỗi anh em chỉ cần vào đây ngồi thôi đã thấy cảm giác thích rồi. Đó quán còn có cả phòng thi đấu chuyên nghiệp. Đấy nó xịn sò như thế này. Xịn từ chỗ gửi xe cho đến chỗ anh em ngồi chơi. Mà giá gửi xe thì free. Giá combo sáng có 25k, combo đêm có 40k lại còn được tặng trà đào. Và chơi đêm ở đây anh em không lo bị đói. Đồ ăn sẽ có ngay sau vài click chuột. Cứ order là sẽ có người mang đến tận bàn. Việc của mọi người chỉ là ngồi chơi và trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này thôi. Đó mọi người ơi, còn chần chờ gì nữa? Đã là sinh viên thì phải đi net xuyên đêm thôi. Mà đi net ở đâu thì phù hợp? Là đến 39 Vũ Thành. Level Up Gaming. Mọi người đến nhanh để trải nghiệm combo đêm 40k được tặng trà đào nhá. Nên chơi mọi người sẽ thấy là quá rẻ luôn. Mai đi luôn mọi người nhá. Đi nhanh không hết thời gian chương trình. Và giờ thì bye bye.